còn mong gì trời. Quả này không ăn. Cơ hội lần nữa, xíu chút nữa là hãy luôn các em. Anh xin lỗi nhiều nha. Không phải đâu anh, là lỗi của em á. Ban đầu em cũng biết chuyện chứ, mà không có chuyện nói với anh. Nhưng mà bây giờ làm gì giờ anh? Mọi chuyện ngày hôm nay là tại do Diễm quá tham lam. Bây giờ anh em nói em dọn chỗ khác ở đi, đừng đi ở chung Diễm nữa, sớm muộn Diễm cũng bị liên lụy thôi. Không được đâu, em lo cho Diễm lắm anh ơi. Diễm nó nhất thời nên là bị người ta lừa vậy thôi, chứ cái tâm nó cũng tốt lắm. Hay là anh cho nó làm lại từ đầu, sửa sai nha.